Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ xe điện 4 bánh 125 trên 65 trừ 12 nhé. Vành này là vành 12 này. Điện đóm là đấu đầy đủ hết nhé. Có hệ thống dây điện luôn, à, càng trước thì dạng treo chữ A. Đây, giảm sóc này, càng trước chữ A này. Bánh này có đường kính là 48, bản rộng là 12,5, bề ngang vô lăng này đầy đủ. Hệ thống treo đằng sau này, hệ thống treo lò xo nhé. Tất cả bên em là đều đưa phụ kiện hết. Đây, con này thì công suất 1.500W, công suất động cơ 1.500W này. Đây là bộ xe điện nhé, em đấu lối sẵn hết, tất cả đều được đấu lối sẵn hết. Vành hoa mai hoặc là vành lan song đôi cũng có, rất là nhiều loại vành dầu 4 bánh luôn. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955 nhé. Hệ thống điện bên em đấu sẵn hết, chân phanh dầu này. Đấy. Hệ thống treo lò xo này. Cấu hình cơ bản của nó là hệ thống khung gầm này, hệ thống treo lò xo. Treo trước chữ A, treo sau hai lò xo. Bánh vành đúc hoa mai. Hệ thống lái đầy đủ, điện đầy đủ. Tất cả đầy đủ nhé. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.